vị thân mến, sau phần thi đầu tiên và chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai qua một trò chơi với tên gọi làm quen. Và nhiệm vụ của chúng ta là trên mỗi người chơi phía sau lưng sẽ có một cái bảng tên. Và nhiệm vụ của các bạn là phải cưỡi con tuần lộc này tông vào đối phương và nhanh tay xé bảng tên phía bên sau lưng áo của các bạn ấy ra. Người nào xé được bảng tên một cách tròn trịa nha, phải xé được tròn trịa có nghĩa là phải lấy luôn bảng tên. Ví dụ như xé mất chữ Đào nhưng còn chữ Duy là không tính. Phải xé hết cái bảng tên này ra thì người đó là giành chiến thắng. Mỗi một người như vậy ghi cho đội mình 20 điểm. Đó à. Và lưu ý, chúng ta không được phóng ra ngoài cái vòng. Người nào mà phóng ra ngoài vòng quá 2 lần mà Nguyên Khang nhắc nhở, người đó sẽ bị xử thua cuộc. Các bạn rõ chưa? Phải chạy, cố gắng làm sao chạy vô trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai người chơi đầu tiên. Chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Cuộc chiến không hoàn nhiệm giữa hai đối thủ của chúng ta. 3, 2, 1, chơi. Đố em bắt anh nè. Thôi bắt em đi. Thôi anh không bắt đâu. Bắt em đi. Vậy anh qua làm quen nha. Có 2 phút mà. 3 bước rồi, em 3 bước đi. Anh 3 bước nữa nè. Qua đây bắt em nè. Qua đây bắt em nè. Anh quay lưng lại cho em lấy nè. Nè nói đi. Một. Nhanh lên. Nhanh lên. Theo cái 50 thôi hả? Ờ, đủ vô da tôi nha. Hết giờ. Còn lại 20 giây. Vô, vô. 20 giây. Vô, đúng rồi. Thưa quý vị, và như vậy, trong lúc vẫn còn đang bên trong thì Thuận đã xé nhanh hơn 1 giây so với phần thao tác của anh Hiếu. Và xin được chúc mừng Trí Thuận đã giành được 20 điểm. Chúc mừng Đào Duy và Phương Hiếu, ai sẽ xé được người kia nhanh hơn? 3, 2, 1, vô. Đẩy nó ra ngoài là được rồi. Cố lên, đẩy ra ngoài ơi, đi. Cố lên. Đó. Và như vậy, người giành chiến thắng chính là Phương Hiếu, đã cộng cho đội mình 20 điểm, xin chúc mừng. Mời hai thành viên còn lại bước ra đây. 3, 2, 1, vô. Cố lên. Ê! Cố lên Huy ơi. Thiệt luôn á. Bây giờ sao? Bây giờ em lấy bên trái, lấy bên phải nè, chơi okay. Không? Ok. Rồi. Rồi anh nhanh hơn nha. Chân ra đâu rồi, chân ra đâu rồi. Anh chân ra đâu rồi. Mắt em vàng quá. Ủa thì chơi game phải có chiến thuật chứ. Rồi nha. Vâng, thưa quý vị, và như vậy là bản tên của Quang Huy đã được xé trước. Xin chúc mừng Mũ Mạnh Cường đã giành được chiến thắng cho phần giá này. Và như vậy được cộng 20 điểm dành cho đội va vào nhau. Họ vờn nhau mệt quá quý vị à. Và ngay bây giờ chúng ta bước đến vòng 3 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao.